tọa lạc trên mảnh đất Cù Lao An Bình, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, quanh năm nước ngọt đầy ấp phù sa, bốn mùa cây trái xanh tươi, khu du lịch Vinh Sang đang là điểm đến thu hút đông đảo quý du khách gần xa. Đến với khu du lịch Vinh Sang, du khách được thư giãn với nhiều hình thức vui chơi giải trí, trò chơi dân gian lẫn hiện đại, mang đến cho du khách những sản phẩm du lịch lý thú. Trò chơi dân gian bắt vịt là trò chơi hấp dẫn tại khu du lịch Vinh Sang. Nhiều đội cùng nhau bơi thuyền thúng ra hồ bắt vịt. Đội nào bắt được nhiều vịt nhất là đội thắng cuộc. Bóng nước là trò chơi mới lạ và cực kỳ hấp dẫn. Quả bóng lớn nhiều màu sắc, vỏ trong suốt, chống thấm. Du khách sẽ được thử thách di chuyển trên mặt nước và giữ thăng bằng để điều khiển quả bóng lăn theo ý mình. Khu nuôi đà điểu châu Phi trên 180 kg. Quý khách sẽ hóa thân thành Hugo cưỡi đà điểu, một trong những trò chơi cảm giác mạnh đặc biệt hấp dẫn và lần đầu tiên có mặt tại đồng bằng sông Cửu Long. Câu cá sấu cũng là trò chơi giải trí thú vị và hấp dẫn khi bạn tự tay cầu lấy một con cá sấu. Trượt cỏ, một môn thể thao mang tính tốc độ cao, quý khách sẽ cảm thấy hào hứng và thích thú khi ngồi trên những chiếc xe chuyên dụng, không phanh được thiết kế riêng cho trò chơi này. Trò chơi cảm giác mạnh, hấp dẫn và lý thú với vòng xoay đa chiều đa hướng sẽ là một trải nghiệm cho những ai thích phiêu lưu và thử thách. Một trò chơi mới lạ tại Vinh Sang đó là cá bú bình sữa, được tự tay cho cá bú bình giống như đang nâng niu chăm sóc cho trẻ nhỏ. Trò chơi tát ao bắt cá, quý khách sẽ được hóa thân thành người nông dân, trải nghiệm khung cảnh tát ao bắt cá thú vị, được tự tay chế biến món cá nướng chui và thưởng thức ngay tại vườn. Đơn ca tài tử là một nghệ thuật độc đáo kết hợp giữa đàn và ca do những nghệ sĩ bình dân biểu diễn, tái hiện lại một thời vàng son của đơn ca tài tử Nam Bộ tại nhà hàng Vinh Sang. Tại khu du lịch Vinh Sang, quý khách sẽ được tham gia tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như đốt lửa trại, cắm trại, thật vui nhộn. Khu du lịch Vinh Sang tạo đà thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ sớm trở thành một tỉnh trọng điểm về du lịch sinh thái miền Vương hàng đầu của cả nước. Khu du lịch Vinh Sang tọa lạc tổ 14 ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại 0706 277 277, 0918 664 499, website www.vinhsang.com. Nằm cạnh nhánh sông Mekong, Coco Riverside Lodge là nơi nghỉ dưỡng yên bình cho những ai yêu thích khung cảnh thiên nhiên, cách trung tâm thành phố Vĩnh Long 40 km và 140 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Du khách được tìm về những nét đặc trưng của miền quê sông nước.